Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nguồn vốn vẫn là một trong những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản hiện nay. Theo khảo sát của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, có hơn 70% doanh nghiệp bất động sản phản ánh các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn chưa thực sự phát huy tác dụng tới hoạt động của doanh nghiệp. Ghi nhận từ báo Vietnam Alert, cả ba dòng tiền chính của doanh nghiệp bất động sản là từ khách hàng, phát hành trái phiếu và vốn tín dụng ngân hàng đều đang vướng. Báo cáo của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế cho thấy, ngành bất động sản có tỷ lệ chi phí lãi vay so với lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở mức đáng kể với 40,2%. Điều này có nghĩa là khi kinh doanh, doanh nghiệp chịu rủi ro chính nhưng thành quả được hưởng không nhiều, bị xói mòn do chi phí tài chính nên không có tích lũy để tái đầu tư. Nhiều doanh nghiệp bất động sản cho biết hiện nay họ chưa tiếp cận được lãi suất thấp, nhất là với các khoản vay cũ. Ngân hàng thương mại đang hạn chế hạn mức tăng trưởng room tín dụng và có xu hướng ưu tiên lựa chọn khách hàng chấp nhận lãi suất cao. Trong khi đó, bất động sản có đặc thù là ngành cần nguồn vốn lớn trong trung và dài hạn để hoạt động. Đầu tư trong lĩnh vực này cũng chứa không ít rủi ro khi chi phí vốn quá lớn, nhất là với bối cảnh đóng băng thanh khoản như hiện nay khiến nhiều dự án phải tạm dừng do vướng mắc liên quan đến pháp lý. Điều này càng khiến lượng hàng tồn kho bất động sản tăng cao. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu nhận xét, thời gian qua rất ít doanh nghiệp bán được hàng để có doanh thu lợi nhuận. Dòng tiền hoạt động của nhiều doanh nghiệp tiếp tục ở mức thấp. Sự tắc nghẽn về nguồn vốn huy động kết hợp với dòng tiền âm sẽ gia tăng rủi ro chậm trả gốc lãi của các công ty bất động sản. Cùng đó, các chủ đầu tư không bán được bất động sản, lượng hàng tồn kho rất lớn và đây là vấn đề nghiêm trọng của thị trường. Bởi doanh nghiệp bất động sản không bán được sản phẩm thì sẽ không có dòng tiền để tái đầu tư, trong khi các ngân hàng chủ yếu nhìn vào việc doanh nghiệp có dòng tiền hay không để cho vay. Việc tồn hàng khiến tác lớn về dòng tiền từ mọi phía như nhà đầu tư, doanh thu và ngân hàng. Vòng luẩn quẩn thiếu vốn vẫn tiếp tục trói doanh nghiệp chặt thêm. Để gỡ nút thắt về vốn, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét hướng dẫn các ngân hàng thương mại về cách hiểu và vận dụng, nới điều kiện vay vốn để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở thương mại, người mua nhà, nhà đầu tư được tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn trong tình hình thị trường bất động sản vẫn còn đang rất khó khăn hiện nay. Ông Châu dẫn chứng, các điều kiện vay vốn tại Điều 7, Thông tư 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng được giữ nguyên từ năm 2016 đến nay cho thấy tính hợp lý và ổn định của quy phạm pháp luật. Nhưng trên thực tế, cách hiểu và thực hiện của các ngân hàng thương mại lại khác nhau về việc áp dụng các điều kiện vay vốn. Vì vậy, Horea cho rằng cần thiết phải đổi mới cách hiểu, vận dụng thực hiện của ngân hàng thương mại theo hướng không hạ chuẩn nhưng nới hơn một chút về điều kiện vay vốn. Từ đó, hỗ trợ và tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở thương mại, người mua nhà, nhà đầu tư được tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn trong tình hình thị trường bất động sản vẫn khó khăn như hiện nay. Bởi để vay được tín dụng từ các ngân hàng thương mại, chủ đầu tư hiện nay phải cung cấp nhiều văn bản để chứng minh tính hợp pháp của dự án như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án, quyết định giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư dự án, giấy phép xây dựng của dự án, văn bản thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tài sản bảo đảm cho khoản vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án cấp cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong tình hình thị trường bất động sản vẫn còn đang rất khó khăn hiện nay, ông Châu cho rằng nhiều thủ tục chứng minh là không cần thiết. Cụ thể, không nên yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp văn bản thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án, trừ trường hợp chủ đầu tư tự mình cung cấp để chứng minh năng lực hoặc để làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, nếu dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thì Ngân hàng Nhà nước nên đề nghị Ngân hàng Thương mại có thể cho chủ đầu tư được vay tín dụng để bù đắp tài chính với khoản vay không vượt quá 30% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với dự án đã có giấy phép xây dựng và khởi công thì Ngân hàng Thương mại có thể xem xét cho chủ đầu tư được vay tín dụng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh với khoản vay không vượt quá 50% tổng mức đầu tư của dự án, ông Châu đề xuất. Các chuyên gia ghi nhận, khó khăn đã được nhận diện và chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt những chính sách mới đã được ban hành kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý những vấn đề nội tại. Điển hình như việc xây dựng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, chính sách liên quan đến thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục có các thông tư mở ra cơ chế để doanh nghiệp có thể giãn, hoãn nợ, đặc biệt là chính sách cho phép doanh nghiệp kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu ít nhất đến năm 2024.
Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp bất động sản đang cần trợ giúp nhiều hơn thế vì từ đầu năm 2023 đến nay vẫn có nhiều doanh nghiệp bất động sản phá sản, rời khỏi thị trường. Doanh nghiệp ở lại thì cũng lao đao. Cho dù áp lực nợ gốc, lãi vay được đẩy lùi từ năm nay sang năm sau, nhưng trong tình trạng doanh nghiệp không có nhiều nguồn thu, thậm chí không có nguồn thu để bù đắp thì vẫn tiềm ẩn những rủi ro rất lớn. Vì vậy, doanh nghiệp kỳ vọng chính phủ tiếp tục có những chính sách mạnh mẽ đột phá hơn nữa trong thời gian tới để thị trường bất động sản ấm trở lại vào năm 2024. Báo Lao Động thông tin, hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ đã giúp thị trường bất động sản tích cực hơn. Theo các chuyên gia, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục phá băng thị trường. Theo đó, thị trường bất động sản cuối năm 2023 đang được dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hàng loạt thông tin về chính sách. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 993 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản. Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản, có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất. Thực tế, sau nhiều chỉ đạo quyết liệt từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, lãi suất vay mua nhà thời gian qua đã hạ nhiệt đáng kể. Trong tháng 10 năm 2023, lãi suất cho vay mua nhà của nhiều ngân hàng đã về mức dưới 10%. Bên cạnh đó, giả soát cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém để doanh nghiệp dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn. Trong quý 4 năm 2023, luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh bất động sản cũng đang được Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua vào tháng 11. Đây là cột mốc quan trọng đối với thị trường bất động sản cuối năm 2023 nói riêng và quyết định sự hồi phục của bất động sản trong năm 2024. Theo khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay ghi nhận lượng giao dịch tăng dần. Nếu quý 2 năm 2023, thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 giao dịch ở quý 1, thì quý 3 đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý 1. Ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Home nhận định, thời gian qua, chính phủ đã có nhiều chính sách gỡ vướng, nhưng độ ngấm vào thực tế vẫn chậm chạp. Thị trường bất động sản cần thêm thời gian để có thể thực sự phục hồi và có nguồn cung dồi dào, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, thị trường bất động sản cũng đang có những tín hiệu tích cực được thể hiện rõ ràng như hiện tượng cắt lỗ, bán tháo đã giảm. Theo ông Trung, lãi suất đang ở mức khá tốt, nhà đầu tư có xu hướng kiếm tìm kênh đầu tư ưu việt hơn và bất động sản vẫn luôn là một lựa chọn hấp dẫn. Từ đầu năm 2023, một thực tế nổi cộm diễn ra từ đầu năm đến nay là câu chuyện tăng giá liên tục của bất động sản phục vụ nhu cầu ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư ở khu vực trung tâm thành phố lớn. Phân khúc chung cư có hiện tượng cắt lỗ mà giá tăng liên tiếp, thanh khoản ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Cũng theo ông Trung, sản phẩm căn hộ tại các đô thị lớn khu vực trung tâm sẽ ghi nhận thực tế là giá chỉ đi lên hoặc đi ngang. Trong quý 4 năm 2023, các sản phẩm phục vụ mục đích ở thực vẫn là điểm sáng với phong độ ổn định về mức giá và thanh khoản trong thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản quý 4 năm 2023 sẽ là bước đệm cho sự phục hồi thị trường từ năm 2024, đặc biệt tại những khu vực đang còn nhiều dư địa phát triển có quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hạ tầng được quan tâm chú trọng đầu tư, mặt bằng giá chưa cao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật ở nhiều khung giờ trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.